một năm mới tuyệt vời và luôn luôn yêu thương bên Chúa và support CG. Cảm ơn em và kính thưa quý vị, điệu múa vừa rồi là do Judy đã biên đạo tập múa rất là đẹp, kính thưa quý vị, rất là dễ thương. Judy nè, trong những cái lúc mà tập như vậy đó, em có những cái khó khăn gì trong nhóm không, hay là em có gặp trở ngại gì không? Dạ không, tại vì cái này là ai cũng volunteer làm hết. Cái khó nhất là cho mấy đứa em đi tập đúng giờ. Mới cho mấy đứa em ăn, tại vì mấy đứa em tập đi học sau rồi thì tới tập luôn rồi. Dạ, có lẽ là cũng khó khăn cho cái gì cũng như thế. Là mình quên biết gia đình. Cảm ơn Judy rất là nhiều. Kính thưa quý vị, đây là thế hệ mới của cộng đoàn Thánh Anh Tôn. Và trong tương lai, nếu các em có những việc làm cần nhu cầu giúp đỡ của quý vị nơi đây, thì xin quý vị nhớ bỏ ít thời gian và đừng từ chối. Cái công việc của các em làm là cho tất cả. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn em Judy. Và xin quý vị cho một tràng pháo tay nữa để ủng hộ nhóm Say Chi. Vì đây là những người trẻ của thế hệ tương lai của cộng đoàn Việt Nam San Antonio. Lời ơi, chỉ có một câu hỏi vui thôi. Chị muốn hỏi em là em có tin vào bói toán không? Có khi nào em tin coi không? Có khi nào nhờ, kính thưa chị và kính thưa quý vị, có một lần nhẹ dạng mà đi coi thôi, chứ không phải là cái gì mà nó thật cho em lắm. Cũng có tí xíu chị. Nhưng mà một lần nhẹ dạng mà tin thôi, chứ đừng có bao giờ đi coi ngoài là không có được đâu đó. Nhưng mà chị nói vậy, nhưng mà chị nghe nói là ở Úc Linh này có một ông thầy ông mới về, ông qua tự duyên gia đạo hay lắm, hay là chị em mình đi coi được hết. Chị sai rồi, chị mới vừa nói là đừng có nhẹ dạ. Kính thưa quý vị, coi bói là cái phần không nên được làm, phải không quý vị? Yeah, ok. Vậy là chị có biết ông thầy đó người Việt hay người Mỹ không chị? Ông là người Arab nhưng mà ông biết nói tiếng Việt Nam. Kính thưa quý vị, nói không bằng gặp tận mặt. Và xin quý vị cùng chúng con cùng xin quẻ đầu năm qua phần trình diễn của cao đoàn Cecilia với nhạc phẩm Thiên Duyên Tiền Định. Hiểu mà. Đang lao hết cỡ rồi đó.